con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành di đà kinh sớ sao diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bửu quang tự đệ tử như hòa giảo duyệt minh tiến huệ trang và đức phong tập 233 trăm xin xem a di đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản trang 455 trăm năm sao hữu quán kinh đệ cửu quán phật tướng hảo sớ trực vị quán phật pháp thân tướng hảo ký tức pháp thân danh hiệu hà phi thật tướng sao lại nữa trong phần sớ giảng về phép quán thứ chín tức phép quán tướng hảo của phật trong quán kinh tổ sư đã nói thẳng thừng quán tướng hảo chính là quán pháp thân của phật tướng hảo đã là pháp thân lẽ nào danh hiệu chẳng phải là thật tướng ở đây đại sư trích dẫn kinh văn để chứng minh danh hiệu chẳng khác thật tướng diễn trực vị quán phật pháp thân giả vị lục thập phản ức na do tha do tuần chi thân thì thật báo thân danh vi tôn đặc diệt danh thắng ứng nhi đặt danh pháp thân giả vì thành hành nhân viên diệu cảnh giả lương dĩ báo ứng thuộc tu pháp thân thị tánh nhược tiệm giáo thuyết biệt khởi báo ứng nhị tu trang nghiêm pháp thân nhất tánh nhược đốn giáo thuyên báo ứng nhị tu toàn thị tánh cụ pháp thân nhất tánh cử thể khởi tu cố đắc toàn tánh thành tu toàn tu tại tánh tam thân chung diệu chỉ nhất tức tam giả Diễn Nói thẳng thừng là quán pháp thân của Phật Ý nói thân cao 60 vạn ức na do tha do tuần Là thân thật báo Được gọi là tôn đặc Tức tôn quý đặc biệt Cũng gọi là thắng ứng Nhưng đặc biệt gọi là pháp thân Vì để thành tựu cảnh viên mãn và mầu nhiệm cho hành nhân Ấy chính là vì báo thân và ứng thân thuộc về tu mà pháp thân là tánh nếu nói theo tiệm giáo sẽ lập riêng hai cách tu báo thân và ứng thân nhưng pháp thân trang nghiêm là cùng một tánh nếu căn cứ theo đốn giáo để nói về hai loại tu báo thân và ứng thân chúng sẽ hoàn toàn là một tánh tánh ấy vốn sẵn đủ pháp thân dùng toàn thể để khởi tu vì thế toàn thể tánh trở thành tu, toàn thể tu ở nơi tánh, ba thân viên dung mầu nhiệm, cho nên nêu ra một thân là nói trọn cả ba thân. Quán kinh nói về báo thân của Phật Di Đà, chư vị phải biết, trên thực tế, báo thân của Phật Di Đà chính là thân tướng của hết thảy đại chúng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thân tướng trong thế giới Tây Phương bình đẳng thế giới ấy rất lớn dựa theo thân lượng tức vóc dáng thân thể và tâm lượng của chúng ta để quan sát sẽ thấy thân tướng ấy hết sức thù thắng lạ lùng đặc biệt những điều này đều là do quả báo của hết thảy chúng sanh trong pháp giới khác nhau thân loài người chúng ta chẳng lớn nhưng nếu một con kiến trông thấy thân người sẽ có cảm nghĩ chẳng khác gì chúng ta thấy thân tướng của tây phương cực lạc thế giới a di đà phật Quý vị có thể quan sát từ phương diện này Sẽ biết tướng hảo và sự thọ dụng nơi thân Không gì chẳng phải là quả báo Do cây nhân của thế giới Tây Phương thù thắng Cho nên quả báo trong cõi cực lạc cũng thù thắng Cái nhân trong thế giới xa bà này kém cõi Cho nên quả báo cũng kém cõi Trong kinh Đức Phật dạy ngũ giới thập thiện Nho già nói ngũ thường bát đức đều là những cái nhân để được sanh trong cõi trời người. Tuy chúng ta tu những cái nhân ấy, rất khó tu viên mãn, rất khó tu thuần tịnh, luôn luôn là sen tạp, chẳng thanh tịnh, chẳng viên mãn. Do vậy, đạt được thân người cũng chẳng viên mãn. Thân chẳng viên mãn, tướng mạo cũng chẳng viên mãn, hết thảy các thứ thọ dụng trong hoàn cảnh sống đều chẳng viên mãn. Do nguyên nhân nào vậy? do chúng ta đã tu cái nhân chẳng viên mãn. Người ngoại quốc cảm nhận cuộc sống gian nan, đau khổ chẳng khác chúng ta. Họ quá nữa là tín đồ cơ đốc giáo hay thiên chúa giáo. Mỗi chủ nhật đều đi nhà thờ. Trong nhà thờ, họ nêu lên rất nhiều câu hỏi về hiện thực. Nhưng linh mục lẫn mục sư đều chẳng thể giải thích viên mãn. Chỉ đành bảo họ hết thảy đều do thượng đế an bài họ nghe xong cũng chẳng có cách nào khác trở về nhà suy ngẫm cớ sao thượng đế an bài chẳng công bằng giường ấy tuy đi nhà thờ tâm nửa tin nửa ngờ thậm chí có kẻ chẳng tin tưởng cho nên từ đấy cũng chẳng thèm đến nhà thờ nữa tôn giáo ở phương tây dần dần xa sút trong phật pháp có cơ sở lý luận rất hay bảo cho chúng ta biết nhân duyên quả báo chẳng sai xuyển mảy may. Hoàn cảnh sống của chúng ta trong đời này chẳng phải là do Thượng Đế an bài, cũng chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay Diêm La Vương an bài cho quý vị, mà là do chính mình tự an bài cho chính mình. Đó là sự thật lý luận chánh xác. Nếu chúng ta muốn được hết thể viên mãn, quý vị phải tu cái nhân viên mãn, thì quả báo mới có thể thù thắng nhân, duyên, quả báo trong thế giới Tây Phương đều viên mãn. Nay chúng ta phát nguyện tu học pháp môn này. Nếu chẳng thể thật thà niệm Phật, thật thà hết sức khó có, như thế nào thì mới được coi là thật thà? Trong cuộc sống hàng ngày, chẳng có một vọng tưởng nào. Suốt ngày từ sáng đến tối là một câu A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, chẳng có một vọng tưởng nào đó là thật thà niệm phật như vậy quyết định thành tựu có thể chẳng cần nghe kinh chẳng cần nghiên cứu giáo lý vì sao đối với hết thảy các đạo lý được giảng trong kinh một câu thật thà là đã bao trùm toàn bộ thứ nhất mục tiêu bậc nhất của kinh giáo là khuyến tín khuyên chúng ta tin tưởng mục tiêu thứ hai là khiến cho chúng ta lý giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh mục tiêu thứ ba là dạy quý vị hãy nương theo lý luận và phương pháp trong kinh điển để thực sự tu hành thực sự tu hành là như thế nào chính là thật thà niệm phật những bà cụ già niệm một câu di đà đến cùng bèn tiến nhập mục tiêu thứ ba chẳng cần tới hai mục tiêu trước đã đạt tới mục tiêu thứ ba rồi điều sau nhất định bao gồm điều trước Điều trước không nhất định phải bao gồm điều sau. Chúng ta tin tưởng, chưa chắc đã lý giải. Đã lý giải, chưa chắc chịu làm, vẫn là làm không được. Nhất định phải làm được thì mới có thể vãng sanh. Đã có tính và giải mà không có hành, đều chẳng thể vãng sanh. Các đồng tu ắt phải ghi nhớ điều này. Vì lẽ đó, người niệm Phật đông đảo mà người vãng sanh ít ỏi. Thật sự niệm đến mức nhất tâm bất loạn Niệm đến mức tính tâm thanh tịnh Cái nhân vãng sanh cực lạc liền thù thắng Kinh Kim Cang đã dạy Tính tâm thanh tịnh, bèn sanh thật tướng Tương ứng với điều đang nói ở đây Đạt được báo thân thù thắng như vậy Đây là báo thân chân thật Còn gọi là tôn đặc thân Ở đây tôn là tôn quý đặc là đặc thù diệt danh thắng ứng còn gọi là thắng ứng thắng là cảm ứng hết sức thù thắng nói thật ra đấy chính là báo thân vì sao chẳng nói tới pháp thân pháp thân là lý thể bản thể nhi đặt danh pháp thân giả nhưng đặc biệt gọi là pháp thân trong quán kinh sớ chẳng phải là kinh nói mà là đối với báo thân và ứng thân các vị tổ sư đại đức đều gọi chúng là pháp thân có thông suốt hay chăng nói thật ra thông suốt lắm chẳng thể nói là cách diễn giảng như thế không thông suốt trong các buổi giảng cổ đức thường dùng tỷ dụ để nói chẳng hạn như dùng vàng làm đồ vật món nào cũng là vàng vàng ví như pháp thân các món vật giống như báo thân và ứng thân nếu chúng ta nói các món đồ ấy là vàng, thì có thể nói suôn sẻ hay không? Đương nhiên là có thể nói suôn sẻ. Không chỉ thân này là pháp thân, mà tùy ý lấy một vật. Có vật nào chẳng phải là pháp thân? Tướng của hết thảy các vật nói chung, chẳng lìa bản thể. Thể là pháp thân, pháp là hết thảy vạn pháp. Do vậy, có thể nói thông suốt. Trong đàn kinh, lục tổ đại sư nói một thể ba thân, thân hiện tiền của chúng ta là ứng thân và báo thân mà cũng là pháp thân, nói thông suốt. Quý vị phải biết lời các ngài đã nói chính là ý nghĩa chân thật. Thuyết pháp như vậy là đã nói viên mãn thể tướng dụng, thật thể và thật tướng cũng là tác dụng. Điều này thuận tiện cho hàng sơ học chúng ta quán tưởng, tu quán, quán chiếu chiếu trụ, chiếu kiến. Đây cũng là ba giai đoạn công phu thường được nhắc đến trong đại thừa Phật pháp. Giai đoạn thứ nhất là quán chiếu, giai đoạn thứ hai là chiếu trụ, giai đoạn thứ ba là chiếu kiến. Trong tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đó là tu đến giai đoạn cao nhất. Vị thành hành nhân viên diệu cảnh giả nghĩa là vì thành tựu cảnh viên mãn mầu nhiệm cho hành nhân. Ở đây thành là thành tựu, hành nhân là người tu hành, giúp người tu hành thành tựu cảnh giới viên diệu. Cảnh giới viên diệu là sở quán, tức đối tượng được quán, năng quán, tức chủ thể quán tưởng, là trí. Lương dị báo ứng thuộc tu, pháp thân thị tánh ấy là vì báo thân và ứng thân thuộc tu pháp thân là tánh báo thân và ứng thân đều do tu được pháp thân là bản tánh chẳng do tu được chẳng tu chẳng chứng vô sanh vô diệt chẳng đến chẳng đi chẳng nhờ chẳng sạch nó là bản thể của hết thể vạn pháp bất luận là báo thân hay ứng thân đều chẳng lìa khỏi bản thể lìa khỏi bản thể sẽ chẳng có một pháp nào để có thể được mà cũng chẳng có sự tướng gì để có thể thành tựu ví như dùng vàng làm đồ vật rời khỏi vàng há có đồ vật bất luận làm món gì bằng vàng đều phải có vàng vàng là chất liệu chẳng có chất liệu ấy làm thế nào cũng chẳng thành công do vậy hết thể vạn pháp đều chẳng lìa khỏi bản thể tánh là bản thể nơi hết thể hữu tình chúng ta gọi tánh ấy là phật tánh phật tánh là pháp thân hết thể chúng sanh đều có phật tánh đã có phật tánh ắt sẽ thành phật do vậy hết thể chúng sanh bình đẳng bình đẳng nhìn từ nơi đâu nhìn từ bản tánh nơi vô tình chúng sanh tức thực vật khoáng vật chúng ta gọi tánh ấy là pháp tánh chư vị phải hiểu Pháp tánh và Phật tánh là một tánh Chỉ là xét theo hữu tình hay vô tình Mà đặt cho nó một cái giả danh mà thôi Chính vì chúng nó Tức Phật tánh và Pháp tánh là một tánh Kinh Hoa Nghiêm nói Tình và vô tình cùng viên thành chủng trí Chúng ta không chỉ bình đẳng Với hết thảy hữu tình chúng sanh Mà cũng bình đẳng với hết thảy vô tình thực vật và khoáng vật chẳng có một pháp nào không bình đẳng đó là thật sự bình đẳng thưa cùng chư vị tâm bình đẳng chính là bản tánh là chân tánh là phật tánh của quý vị chư vị phải biết vốn là bình đẳng bị biến thành bất bình đẳng điều gì biến chẳng phải là thân tướng của chúng ta biến đổi mà là tâm biến đổi thân tướng là đồ phật món nào cũng đều là vàng nó sẽ chẳng biến. Cái có thể biến chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Do quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên Phật tánh biến thành A-lại gia thức. A-lại gia thức là danh xưng của sự mê mất tánh. Nó chẳng phải là gì khác, mà chính là chân tánh của chính mình. Đã giác ngộ, bèn gọi nó là Pháp Thân. Đã mê, bèn gọi là A-lại gia. Chuyện là như thế đó. Hệ biến thành a lại gia càng mê càng sâu. Do vậy, phải nhận thức chân tướng. Sau khi đã nhận thức, chúng ta mới biết tầm quan trọng của việc tu tâm thanh tịnh và tu tánh bình đẳng. Đức Phật dạy chúng ta tu, chúng ta sẽ hỏi, vì sao phải tu? Không tu có được hay không? Hiểu rõ chân tướng sự thật sẽ hiểu vì sao chúng ta phải tu, mới hoan hỷ tu học sẽ chẳng hoài nghi phát tâm hoan hỷ nhược tiệm giáo thuyết biệt khởi báo ứng nhị tu nếu nói theo tiệm giáo lập riêng hai loại tu học báo thân và ứng thân liên trì đại sư soạn bộ chú giải di đà sớ sao để dùng giáo nghĩa của tông hoa nghiêm ngẫu ích đại sư viết di đà yếu giải để chọn giáo nghĩa thiên thai tuy hiền thủ và thiên thai nói ngũ giáo hoặc tứ giáo bất đồng, nhưng có thể nói là quan niệm về tiệm và đốn giống nhau. Tiệm tu là phương tiện tu từ cạn đến sâu, tu học theo từng bước, giống như chúng ta học hành trong nhà trường hiện thời, tiểu học, trung học, đại học, lớp 1, lớp 2, lớp 3 vân vân. Tu học như vậy gọi là tiệm tu. Pháp môn niệm Phật chẳng phải là tiệm tu mà là đốn tu thành công ngay trong một đời này. Chẳng tuân theo thứ tự. Đây là một pháp môn rất đặc biệt. Trong tiệm giáo, báo thân và ứng thân là hai loại tu học riêng biệt. Trong hai loại tu học đều nói đến nhân duyên. Sau khi tu thành sẽ đều là trang nghiêm pháp thân cùng một tánh. Nhược đốn giáo, thuyên báo ứng nhị tu. Nếu dựa theo đốn giáo để nói về hai cách tu báo thân và ứng thân. Cách nhìn và cách nghĩ của đốn giáo khác biệt tiệm giáo rất lớn. Vì sao? Nó xác thực thấy chân tướng sự thật. Toàn thị tánh cụ pháp thân nhất tánh, nghĩa là toàn là một tánh, tánh ấy vốn sẵn đủ pháp thân. Không chỉ là thân này của chúng ta, mà tùy tiện lấy một vật, có vật nào chẳng phải là tánh. Nơi khẩu tình là Phật tánh, nơi vô tình là pháp tánh đó gọi là xứng tánh khởi tu toàn tu tức tánh có quan niệm và tư tưởng như vậy nó thật ra khá nhiều thứ tạp nhạp và tạp niệm đều bị đoạn hết cho nên thành tựu nhanh chóng biết hết thảy vạn pháp vốn là cùng một bản thể biết hết thảy vạn pháp là chân tánh của chính mình các đồng học mới tu học sẽ chẳng dễ gì thấu hiểu Quý vị hãy thường từ mộng cảnh mà suy nghĩ, quan sát. Trong kinh, Đức Phật thường dùng tỷ dụ này. Hết thảy pháp hữu phi như mộng, huyễn, bọt bóng. Tương tự với chuyện này. Có mộng hay không? Chẳng thể nói là không có. Khi nằm mơ, xác thực là có mộng cảnh hiện tiền. Nhưng quý vị chẳng thể bảo là nó có. Vì sao? Sau khi tỉnh giấc, thứ gì cũng chẳng có, mộng do đâu mà có mộng do tâm biến hiện nói cách khác tâm là bản thể của chuyện nằm mộng mộng nương vào tâm mà khởi tâm của quý vị có hình dạng như thế nào tâm chẳng có hình dạng nếu tâm nằm mộng chúng ta bèn hỏi tâm có hình dạng gì chăng có có như thế nào nó biến thành mộng cảnh mộng cảnh là hình dạng của tâm lại hỏi Tâm giống như thế nào? Toàn thể mộng cảnh là tâm. Đó gọi là toàn thể tâm chính là mộng. Toàn thể mộng chính là tâm. Chiếu theo thí dụ này để xem xét bản tánh của chúng ta. Bản tánh của chúng ta ở chỗ nào? Bản tánh là tâm. Bất luận là chân tâm hay vọng tâm. Trong hội lăng nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi A Nan: Tâm ở nơi đâu? Ngài A Nan tìm kiểu nào cũng đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật phản bác. Tìm kiểu nào cũng chẳng tìm được. Thật ra, hết thảy Pháp đều là tâm, chẳng cần phải đi tìm. Nói thật ra, chính vì A Nan đã mê, chẳng giác ngộ, tận hết sức giấy vọng tưởng. Hệ có vọng tưởng chấp trước, bèn chẳng tìm thấy. Nếu buông vọng tưởng chấp trước xuống, đối với những chỗ lục căng tiếp xúc lục trần, không gì chẳng phải là chân tánh không gì chẳng phải là pháp thân hả có chuyện tìm chẳng thấy chân tánh của chúng ta chẳng có hình tướng nay biến hiện có hình tướng những gì mắt chúng ta thấy là do nhãn thức biến hiện đây là tâm biến hiện nhắm mắt chẳng thấy sắc tướng nhưng tai vẫn có thể nghe tai nghe chính là nhĩ căn có thể tiếp xúc đối tượng vẫn do tâm biến thành Đối tượng tiếp xúc của sáu căn đều là giả, chẳng thật. Đối với sáu loại cảnh giới ấy, nếu căn nào trong sáu căn bị hư hoại, thì cảnh giới của căn ấy cũng chẳng có. Căn và cảnh là do tương đối mà sanh. Chẳng có cảnh sẽ chẳng có căn. Chẳng có căn bèn chẳng có cảnh. Có thể thấy chúng nó đúng là hư vọng, giống như nằm mộng. Cảnh giới chẳng thật, nếu quý vị coi cảnh giới là thật sẽ bị thua thiệt to lớn, đó là mê. Thân, tâm, thế giới không gì chẳng hư vọng. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Sắc tướng là hư vọng, thân tướng cũng là hư vọng. Mùi hương do tị căn ngửi được cũng là hư vọng, vị do thiệt căn nếm được cũng là hư vọng. Cho đến những suy nghĩ loạn xạ trong tâm quý vị cũng đều là hư vọng, chẳng có gì là thật. Đối với những thứ thật sự bày ở trước mặt, quý vị nghĩ kiểu nào cũng chẳng nghĩ được. Chẳng nghĩ bèn đều đạt được, đều viên mãn. Càng nghĩ càng mê, càng mê càng sâu, làm sao quý vị có thể đạt được chân tướng. Sau khi đã hiểu rõ những chuyện này, mới biết công đức niệm Phật thật chẳng thể nghĩ bàn. Niệm Phật là niệm như thế nào? Niệm Phật là toàn tánh khởi tu, toàn tu tức tánh, nghĩa là toàn thể tánh khởi tu, toàn thể tu chính là tánh. Đối với chuyện này, bà cụ già chẳng hiểu chút gì, nhưng cụ tương ứng với nó. Trong chú giải kinh vô lượng thọ, cổ đại đức đã viết ám hợp diệu đạo, tức ngầm hợp đạo màu. Ngầm phù hợp tùy chẳng biết, nhưng bèn âm thầm tương ứng bà cụ niệm đến mức tâm địa thanh tịnh khi đột nhiên thông suốt sẽ liễu giải còn rõ ràng chân thật thiết tha hơn chúng ta bà cụ đã thật sự thấy tâm địa thanh tịnh đến một mức độ kha khá sẽ giống như kinh lăng nghiêm đã nói tịnh cực quan thông đạt tịnh đến mức cùng cực dùng chuẩn mực của tịnh tông để cân nhắc sẽ thấy đó chính là lý nhất tâm bất loạn xác thực là đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh không gì chẳng biết không gì chẳng thể đốn và tiện đích xác là khác nhau tịnh tông là đốn pháp chẳng phải là tùy tiện nói điều này hai thứ phương pháp tu học là báo thân và ứng thân toàn thị tánh cụ pháp thân nhất tánh nghĩa là toàn là một tánh tánh ấy trọn đủ pháp thân cử thể khởi tu cố đắc toàn tánh thành tu toàn tu tại tánh tam thân chung diệu chỉ nhất tức tam dùng toàn bộ thể để khởi tu vì thế toàn bộ tánh là tu toàn bộ tu nơi tánh ba thân phiên dung màu nhiệm nêu ra một mà chính là ba ba tức là một một tức là ba thấy pháp thân bèn gọi là thành phật Nhà thiền thường nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu chúng ta hỏi tướng trạng kiến tánh sốt cuộc là như thế nào ư? Nó thật ra, tướng trạng kiến tánh thì tôi cũng có thể nói, chư vị cũng có thể thấu hiểu. Vấn đề là quý vị có thật sự thấy sức thân thiết hay không? Nói theo tỷ dụ thì tướng trạng của kiến tánh giống như lúc quý vị đang nằm mơ, bỗng như giác ngộ, ta đang nằm mơ, biết chính mình đang nằm mơ toàn thể mộng cảnh đều là chính mình cái thân trong mộng là chính mình tất cả hết thể mọi người trong mộng cũng là chính mình cây cối hoa cỏ núi sông đại địa trong mộng chẳng có gì không phải là chính mình đó là kiến tánh biết hết thể cảnh giới do tự tánh biến hiện trừ tự tánh ra chẳng có một pháp nào khác để có thể đạt được quý vị dùng tâm thái gì để đối đãi hết thảy đại chúng đối đãi hết thảy phạn phật đối với hết thảy khử tình chúng sanh quý vị còn có thị phi nhân ngã hay không còn có ganh tị ngạo mạn hay không hoàn toàn chẳng có biết tự và tha chẳng hai thân và cõi nước như nhau tâm quý vị thanh tịnh tất cả hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều chẳng có đó là tướng trạng kiến tánh này chúng ta dùng tâm thái nào Để nhìn các chúng sanh Để nhìn thế giới này Hãy còn có thị phi nhân ngã Còn có phân biệt chấp trước Thưa cùng quý vị Này quý vị đang nằm mộng Nhưng vẫn chẳng biết chính mình ở trong mộng Vẫn chẳng thể tiếp nhận Vẫn chẳng dám nói là đang nằm mộng Hiện thời chúng ta đang ở trong trạng huống này Khi nào có thể đích thân chứng cảnh giới này Sẽ gọi là chứng quả Thực sự chứng đắc cảnh giới này Kinh Phật thường nói là Viên mãn bồ đề Quy vô sở đắc Nghĩa là viên mãn bồ đề Trở về chỗ chẳng có gì để đạt được Thứ gì cũng chẳng đạt được Đó là quý vị Thật sự chứng đắc Thật sự khai ngộ Kinh Hoa Nghiêm nói Một chính là nhiều Nhiều chính là một Tùy tiện lấy một pháp nhiều là toàn thể tận hư không pháp giới là một một là bất cứ pháp nào cũng đều là tận hư không khắp pháp giới kinh hoa nghiêm nói trong đầu một sợi lông chứa đựng vô lượng vô biên các cõi phật chẳng phải là một thế giới của phật vì sao sợi lông là pháp tánh cõi nước cũng là pháp tánh tánh và tánh viên dung tánh và tánh vô ngại ở đây nói tam thân dung diệu nhất tức thị tam bà thân dung thông nhiệm màu một chính là ba chính là ý nghĩa này diễn thị trì viên nhân tu hành vô hạnh bất viên diễn do vậy biết người viên đốn tu hành không hạnh nào chẳng viên mãn câu a di đà phật tùy thuộc quý vị dùng cái tâm gì để niệm quý vị dùng tâm tiệm giáo để niệm công đức sẽ rất nhỏ dùng tâm viên đốn để niệm công đức rất lớn cùng là một câu a di đà phật y hệt quả báo khác nhau có người coi a di đà phật như tiền để niệm vì kẻ ấy nghĩ niệm phật một tiếng bèn trữ một đồng tiền trong âm tàu địa phủ hằng ngày niệm trong tương lai sau khi đã chết đến âm tàu địa phủ sẽ có tiền dùng Tâm lượng ấy quá nhỏ, có thể biến thành tiền hay không? Có thể biến. Vì sao? Vạn pháp duy tâm, duy thức sở biến, xác thực là nó có thể biến. Hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng. Tưởng gì bèn biến thành nấy. Do đó, nếu tri kiến của quý vị là viên, quả báo do niệm một câu Phật hiệu cũng viên. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực lạc thế giới, có viên hay không? chẳng phải là thuần viên vì sao chỉ có tây phương cực lạc thế giới chưa bao gồm tận hư không khắp pháp giới niệm phật vãng sanh vì sao có người sanh vào cõi thật báo có người sanh vào cõi đồng cư chúng ta niệm a di đà phật cầu sanh tây phương cực lạc thế giới đại khái là sanh vào cõi phương tiện và cõi phàm thánh đồng cư vì sao vì tri kiến chẳng viên nếu quý vị hiểu câu a di đà phật là tận hư không khắp pháp giới không gì chẳng bao trùm dùng tâm thái ấy để niệm sẽ sanh trong cõi thật báo hoặc cõi thường tịch quan bốn cõi và chín phẩm cũng là duy thức sở biến phải biết điều này chư vị phải hiểu người có tâm lượng to quả báo thù thắng trong cuộc sống hằng ngày người ấy xử sự đãi người tiếp phật Chắc chắn sẽ khác hẳn Hễ còn có tranh chấp nhân ngã Tranh chấp thị phi Hoặc tranh chấp tốt xấu Tâm lượng sẽ rất nhỏ Dẫu niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh Vì sao? Vì quý vị sanh vào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Sẽ khuấy tùng Tây Phương Cực Lạc Nơi đó là tịnh độ Tâm lượng to lớn như vậy Quý vị đến đó Mỗi ngày đều cây chuyện Mỗi ngày kiếm chuyện thị phi Do đó quý vị chẳng thể bước qua ngưỡng cửa của a di đà phật được tâm tịnh cõi nước tịnh các đồng tu nhất định phải ghi nhớ chuyện này tuyệt đối chẳng phải là nói mỗi ngày tôi niệm 10 vạn câu hoặc niệm 20 vạn câu tôi nhất định vãng sanh chẳng đáng trông cậy nếu tâm địa thật sự thanh tịnh một ngày niệm một tiếng hoặc hai tiếng cũng nhất định vãng sanh bảo quý vị hãy tịnh niệm tiếp nối bảo quý vị niệm Phật chẳng gián đoạn là do nguyên nhân nào? Do tâm quý vị chẳng thanh tịnh, vọng niệm rất nhiều. Vì thế, khuyên quý vị niệm Phật sao cho câu này nối tiếp câu kia như thế, niệm tới mức hết sạch vọng niệm. Chẳng để cho vọng niệm dấy lên hiện hành nhằm mục đích này. Đoạn sớ sau này là tinh hoa của toàn bộ lời sớ. Đoạn văn này rất dài. Nhằm giải thích một câu nhất tâm bất loạn Đấy là viên nhân Tức người căn tánh viên đốn Viên là trong tâm địa Chẳng có vọng tưởng chấp trước Bèn viên Hệ có một vọng tưởng Có một tri kiến sẽ chẳng viên Lục tổ đại sư nói Vốn chẳng có một Phật Chẳng có một Phật bèn viên Nếu trong tâm quý vị Còn có ý niệm Ta chẳng có một Phật Thì sẽ hoàn toàn chẳng viên vì quý vị còn có ý niệm chẳng có một vật thì cũng không viên. Chúng ta niệm Phật, cầu nhất tâm bất loạn, nhưng thường nghĩ tưởng ta vẫn chưa đắt nhất tâm bất loạn, hoặc khi nào ta sẽ đắt nhất tâm bất loạn thì sẽ chẳng viên. Vì sao? Vì trong tâm quý vị có một cái nhất tâm bất loạn, đó là vọng tưởng, là vọng niệm. Trong các buổi giảng Chúng tôi thường nhắc nhở các đồng tu Có nguyện nhưng trở nên có tâm Điều này chẳng dễ hiểu cho lắm Có nguyện mà lại chớ nên có tâm Vì có tâm chính là vọng tưởng Nguyện xác thực là có Nhưng quyết định chẳng có vọng tưởng Khởi tâm động niệm là vọng tưởng Nguyện chẳng phải là vọng tưởng Phải hiểu rõ điều này Coi vọng tưởng là nguyện của chính mình Sai mất rồi Đã biến thành chướng ngại diễn viên nhân đối pháp vô pháp bất diệu diễn người căn cơ viên đốn đối pháp không pháp nào chẳng diệu pháp là vạn vật diệu ở chỗ nào những gì mất trông thấy là thấy sắc tánh hoặc nói là tánh sắc những gì tai nghe là nghe tánh thanh nói tánh thanh hay thanh tánh ý nghĩa như nhau trong kinh lăng nghiêm đức phật đã nói sáu căn tiếp xúc là diệu tánh đó chính là kiến tánh mắt thấy tánh tai nghe tánh mũi ngửi tánh lưỡi nếm tánh tay chạm tánh chẳng có gì không phải là tánh thông thường chúng ta dùng một chữ để biểu thị chung minh tâm kiến tánh kiến tánh bèn thành phật thành phật là thành tựu trí tuệ chân thật kinh vô lượng thọ nói trụ chân thật huệ đó là kiến tánh thành phật bốn câu trước nói về viên tu viên ngộ viên chứng diệu quả dưới đây bèn phối hợp với pháp niệm phật để xem diễn tức nhất cú di đà đương thể tức không tức giả tức trung diễn vậy thì bản thể của một câu di đà chính là không chính là giả chính là trung đây chính là thể tướng dụng tức tác dụng của vạn pháp trong vũ trụ như tông thiên thai đã nói họ dạy chúng ta tam quán bao gồm không quán giả quán trung quán không quán là nói về bản thể của hết thảy các pháp bản thể trọn chẳng thể được cho nên bảo nó lạc không giả quán là nói về hiện tượng ví như nằm mộng không quán là nói tới cái tâm có thể nằm mộng cái tâm ấy trọn chẳng thể được lục căng chẳng thể tiếp xúc được chúng ta gọi nó lạc không giả quán là mộng cảnh cảnh giới trong mộng phân minh sành rẽ nhưng các tướng ấy là giả tướng chẳng thật trong phật pháp nói tới chân giả thì giả tướng là có sanh diệt còn bất sanh bất diệt là chân chúng ta nhìn ra hết thể muôn vàng hiện tượng trong vũ trụ sẽ thấy động vật có sanh lão bệnh tử thực vật có sanh trụ dị diệt từ khoáng vật cho đến tinh cầu sẽ là thành trụ hoại không xác thực là vạn pháp vô thường vô thường bèn có sanh diệt đó là giả chẳng thật quý vị quan sát cặn kẽ tâm chúng ta là vọng tâm vọng tâm là giả vì sao là giả vì nó có sanh diệt niệm này sanh niệm kia diệt tâm ấy chẳng phải là chân tâm chân tâm chẳng có sanh diệt chẳng có ý niệm tâm ấy là thật hữu niệm là phòng tâm vô niệm là chân tâm ta vô niệm thì niệm gì cũng đều chẳng có tâm ấy là thật hay giả vẫn là giả vì sao vì ta có vô niệm cái vô niệm ấy chẳng lâu sau bèn lại chẳng có lại biến thành hữu niệm vô niệm và hữu niệm vẫn là sanh diệt phải rất cẩn thận thấu hiểu điều này ngàn muôn phần đừng hiểu lầm hiểu lầm sẽ bị phiền phức tâm pháp tâm sở pháp bất tương ứng hành pháp và sắc pháp được nói trong bách pháp minh môn luận đều là pháp hữu vi hữu vi bèn có sanh diệt Kinh Kim Cang nói, hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt bóng. Quý vị bèn hiểu, pháp hữu vi có phạm vi bao quát hết sức to lớn. Pháp vô vi gồm có sáu pháp, vượt ngoài định nghĩa về hữu vi. Nhưng chúng có phải là pháp vô vi thật sự hay không? Chưa chắc. Bởi lẽ, vô vi có vô vi thật sự, lại còn có vô vi tương tự. Thí dụ như hư không, suốt từ xưa cho đến nay hư không chẳng nảy sinh biến hóa hư không là pháp vô vi có phải là vô vi thật sự hay không chẳng phải là vô vi thật sự nó thuộc loại vô vi tương tự trong chứng đạo ca vĩnh gia đại sư đã nói giác hậu không không vô đại thiên nghĩa là giác rồi ba cõi rỗng toan hoang nhà thiền nói đập nát hư không thành bột hư không có thể đập nát thành bột thì đương nhiên chẳng phải là thật. Vô vi thật sự chỉ có một. Pháp cuối cùng trong bách pháp là chân như vô vi. Đó là vô vi thật sự. Cảnh giới trong định cũng là pháp vô vi, nhưng chẳng phải là rốt ráo. Vì hệ xuất định bèn chẳng có, vẫn khôi phục sự sanh diệt y hệt. Điều này nói rõ, chúng ta khởi tâm động niệm đều là hư vọng hàng ngày làm những chuyện hư vọng ấy làm những chuyện giả trất ấy làm rất mệt mỏi mà cũng làm rất khổ sở có ý nghĩa gì đâu phải giác ngộ điều này nhưng quý vị chẳng thể không làm tôi rất muốn không làm nhưng chẳng được tự mình không thể làm chủ niệm này tiếp nối niệm kia muốn chẳng khởi tâm muốn không động niệm nhưng chẳng làm được điều này gọi là tập khí theo như kinh luận duy thức đã nói như kinh lăng già hoặc kinh giải thâm mật đã nói tập khí chủng tử giống như thác nước chẳng thể ngừng được phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay dữ dội như thế đó đức phật ban cho chúng ta các pháp môn nhiều ngần ấy những pháp môn ấy đều nhằm đối trị các phiền não tập khí đó làm thế nào để giảm bớt và tiêu trừ tập khí đó là tổng cương lãnh tu hành trong phật pháp tu gì vậy? Chính là tu điều này. Trong tất cả các pháp môn, nếu chúng ta sức lắng lòng quan sát, lãnh hội, sẽ thấy xác thực là pháp môn niệm Phật sáng diệu. Một quý vị suốt ngày từ sáng đến tối ghi nhớ một câu Phật hiệu, chuyên chú nên một câu Phật hiệu. Ý niệm giấy lên, hệ giấy lên sẽ toàn là Phật hiệu, chẳng để cho những tạp niệm khác hiện tiền thiền tuân theo nguyên lý này mật cũng là nguyên lý này tịnh tông và các tông ấy chẳng khác gì nhau niệm phật như vậy thì tham thiền quán tâm tham thoại đầu và tam mật tương ứng của mật tông có khác gì nhau xác thực là chẳng khác gì cả nhưng xét theo phương pháp tịnh tông sẽ dễ dàng thuận tiện hơn họ đó là ưu điểm của pháp niệm phật quán tâm tham thoại đầu mật chú chẳng thể khuất phục diệt trừ phiền não thì phương pháp niệm phật có cách hàng phục niệm phật có công đức thù thắng xác thực là bậc nhất huống hồ đối với một câu phật hiệu nếu quý vị thật sự liễu giải tri kiến viên mãn câu phật hiệu cũng viên mãn một câu a di đà phật viên tu viên chứng đương thể tức không tức giả tức trung Nghĩa là bản thể chính là không, chính là giả, chính là trung. Trung là khởi tác dụng, dùng trung. Giáo học của nho gia dùng trung, tức trung dung. Phật Pháp cũng nhấn mạnh dùng trung. Đã chẳng thiên hữu mà cũng chẳng thiên không. Thiên hữu là sai lầm, thiên không vẫn là sai lầm. Hàng tiểu thừa thiên không, phàm phu thiên hữu. Phàm phu chấp trước những giả tướng ấy ngỡ chúng là thật hàng tiểu thừa chấp trước không cũng tưởng nó là viên mãn đấy đều là kiến giải sai lầm hàng tiểu thừa đọa thiên chân niết bàn đức phật bảo họ đọa trong hầm vô vi chẳng khởi tác dụng đó cũng là khổ chẳng có lạc phàm phu coi giả là thật bèn mê hoặc tạo nghiệp thọ báo ở trong ấy khổ không thể diễn tả được sai mất rồi chỉ có Phật, Bồ Tát thấy rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật Cho nên có thể, có tướng, có tác dụng viên diệu Ở trong ấy các ngài lìa khổ được vui Trong hết thảy các pháp các ngài hưởng thụ sắc tự tài Tuy hưởng thụ nhưng tâm địa các ngài thanh tịnh Quyết định chẳng ô nhiễm Tâm địa của hàng tiểu thừa thanh tịnh Chẳng dám hưởng thụ Phạm phu hưởng thụ tâm chẳng thanh tịnh phật bồ tát hưởng thụ tâm sức thanh tịnh khác biệt ở ngay chỗ này do vậy phật bồ tát sung sướng nhất người ta hỏi quý vị vì sao muốn làm phật làm bồ tát do sung sướng thật vậy chẳng giả nói cách khác hễ thật sự sung sướng bèn gọi là phật là bồ tát chẳng sung sướng bèn gọi là nhị thừa là phàm phu chuyện là như vậy đó diễn đương thể tức niệm tự tánh thiên chân chi phật diễn từ ngay nơi bản thể bèn niệm vị phật thiên chân trong tự tánh thật vậy chẳng giả tí nào kinh này nói nhất tâm bất loạn kinh vô lượng thọ nói phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm đều là nói về cảnh giới này bồ đề tâm là giác tâm một câu bồ đề tâm chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác trong tự đề kinh này. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giác chứ không mê, hoàn toàn hiểu rõ thể, tướng và tác dụng của hết thảy vạn pháp. Tâm ấy là bồ đề tâm. Dùng tâm ấy để một mực chuyên niệm, sẽ là niệm tự tánh thiên chân Phật. A di đà Phật là thiên chân Phật của chính mình. Quý vị cho nên hiểu lầm ta đã thành thiên chân Phật. Quý vị mê đến chỗ nào rồi, mê như thế nào? Quý vị khởi tâm động niệm, bèn có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng giấy lên. Đây là bảo cho quý vị biết, tự tánh thiên chân Phật là ai? Chính là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. A-di-đà Phật do tự tánh của chúng ta biến hiện, giống như đang ở trong mộng, lại nằm mộng. Mộng thấy A-di-đà Phật biết a di đà phật là do tự tánh của ta biến hiện có ý nghĩa này có a di đà phật hay không xác thực là có ở chỗ nào xác thực là trong tây phương cực lạc thế giới xác thực là tự tánh thiên chân phật xác thực là có một vị phật tại đó có báo thân có ứng hóa thân như thế là đúng quyết định chẳng khởi tâm không động niệm đúng như đang ở trong mộng cảnh bèn hoảng nhiên đại ngộ biết hết thể phản pháp là chính mình tự và tha chẳng hai cuộc sống càng thoải mái tự tại trong ấy xác thực là có thể hưởng thụ lý sự vô ngại sự sự vô ngại giống như kinh hoa nghiêm đã nói điều gì vô ngại chẳng chứa ngại pháp tánh của chính mình chẳng chứa ngại thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình có thể khiến cho hết thể chúng sanh phá mê khai ngộ xác thực là có năng lực ấy có phương tiện thiền xảo ấy, tức là có phương pháp để giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Diễn, nhi niệm thật vô niệm, thị vô sanh diệt tướng. Diễn, niệm mà thật sự vô niệm, chính là tướng vô sanh diệt. Tuy Phật hiệu câu này nối tiếp câu kia, quý vị nói xem, hữu niệm hay vô niệm? Hữu niệm và vô niệm là sanh diệt. Xét theo tướng bền là khẩu niệm A-di-đà à, Phật A-di-đà à, Phật Trong tâm vô niệm Nghĩa là trong tâm thanh tịnh Chẳng nhiễm mấy trần Công phu bền cao Chúng ta chẳng thể học theo Hãy học theo bèn hỏng bét Vì sao? Miệng có tâm không Chúng ta là miệng có tâm không Niệm Phật kiểu đó chắc chắn chẳng thể vãng sanh Người ta là miệng có Chẳng có vọng tâm Nhưng có chân tâm này chúng ta muốn học theo họ Nhưng chúng ta chẳng có chân tâm Mà có vọng tâm Có hỏng bét hay là không Vọng tâm của chúng ta là khư vọng Phân biệt chấp trước Do vậy thưa cùng chư vị Những thứ này chẳng thể học được Chẳng phải là có thể học được Vì quý vị có học Đó là vọng tâm Đã rớt vào ý thức Làm sao có thể là xứng tánh cho được Trong tánh chẳng có thứ gì để học được Tánh là Pháp vốn là như thế, tự nhiên là như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ nói liên tiếp tám thứ tự nhiên, đó là xứng tánh, là tự nhiên. Hệ có một niệm mong học, thì chắc chắn chẳng thể học thành công. Nhi niệm thật vô niệm, thì vô sanh diệt tướng. Nhưng niệm mà thật sự vô niệm, chính là tướng vô sanh diệt, bất sanh, bất diệt. Diễn Tịch chiếu nan tư thị vô không hữu tướng. Diễn: Tịch chiếu khó nghĩ tưởng chính là chẳng có tướng không và hữu. Niệm mà thật sự vô niệm, chẳng có tướng sanh diệt. Tịch chiếu nan tư là chẳng có tướng không hữu. Tịch là thể của tâm, chiếu là dụng của tâm. Tuy trong tâm như như bất động, chẳng chấp lấy tướng, nhưng toàn thể pháp giới rõ ràng rành mạch phân minh đó là chiếu chẳng thể nghĩ bàn diễn như trí bất nhị thị vô năng sở tướng diễn như và trí chẳng hai chính là không có tướng năng và sở như là lý như như lý là lý thể lý thể và sự tướng chẳng hai mở kinh phật ra câu đầu tiên là như thị ngã văn kinh phật giảng điều gì giảng về như như đối với hai chữ như như chữ như thứ nhất là thể pháp giới chân tâm bản thể chữ như thứ hai là hiện tượng là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới dùng tỷ dụ để nói thì chữ như thứ nhất là vàng chữ như thứ hai là đồ vật đồ vật là vàng vàng là đồ vật đồ vật như vàng vàng nhiều đồ vật Như là chẳng hay Trí là gì? Hiểu rành mạch rõ ràng hiện tượng này Cái trí có thể hay biết Tức năng tri chi trí Và những sự lý được biết Bởi cái trí năng tri ấy Là một không hai Vì sao là một? Trí là trí huệ trong bản tánh của chính mình Lý là lý của bản tánh Tướng là hiện tướng Tức tướng hiện ra của bản tánh lý tướng trí tuy một mà ba tùy ba mà một ngoài chân tâm chẳng có một pháp nào để có thể đạt được năng và sở bèn chẳng có nếu là hai thứ thì còn có năng và sở tức là có cái trí hay biết và đối tượng được biết bởi cái trí ấy năng và sở bèn đối lập đối lập chính là hai pháp chẳng phải là một pháp Phật pháp là pháp bất nhị hệ nhị sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Đây là nói tới chỗ thật sự viên mãn sốt ráo. Vạn Pháp như một, cớ sao biết vạn Pháp như một? Do có trí huệ bát nhã. Quý vị liệu giải vạn Pháp như một? Một là chính mình, chẳng hai. Do vậy, chẳng có tướng năng và sở. Diễn, bất khả tư nghị. Diễn, chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn là tổng kết bất sanh bất diệt Chẳng phải không, chẳng phải có Chẳng có năng, chẳng có sở Chẳng thể nghĩ bàn Tất cả hết thể đối lập Này chúng ta nói là tương đối Đều chẳng tồn tại Nên chẳng có cách nào nghĩ ngợi Chẳng có cách nào bàn luận Vì điều gì có thể nghĩ bàn Sẽ đều là tương đối Do tương đối nên mới có thể suy nghĩ Mới có thể nghiên cứu, thảo luận lìa khỏi hết thể tương đối sẽ chẳng có cách nào nghĩ bàn diễn thị vô ngôn thuyết tâm duyên đẳng tướng diễn là chẳng có các tướng ngôn thuyết tâm duyên vân vân lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng danh tự lìa tướng tâm duyên tâm duyên là khởi tâm động niệm ba thứ ấy đều lìa khỏi bèn gọi là thật tướng chân tướng hiện tiền diễn danh hiệu hà phi thật tướng giả diễn lẽ nào danh hiệu chẳng phải là thật tướng người biết niệm phật dùng cái tâm và phương thức như vậy để niệm chúng ta nghe xong liền biết niệm phật chẳng đơn giản niệm phật như vậy chính là thật tướng niệm phật trong bốn loại niệm phật do thật tướng niệm phật sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm chúng ta nghe xong chẳng làm được mà học cũng không nổi. thế nhưng rất mong trong cuộc đời này chính mình cũng có thể đạt tới cảnh giới ấy. có thể làm được hay không? thưa cùng chư vị, ai nấy đều có thể làm được. chỉ cần quý vị thật thà niệm một câu a di đà phật là được rồi. trong cuộc sống hàng ngày, hệ cái gì cho qua được thì cho qua. trở nên so đo cùng kẻ khác, đừng nên phân biệt chấp trước. học Phật mà dường như càng học càng ngốc đó là công phu đắc lực càng học càng thông minh thì hỏng bét thông minh sẽ bị lầm lẫn bởi thông minh càng học càng thông minh tức là vọng tưởng càng nhiều tạp niệm càng nhiều thị phi càng nhiều hỏng mất rồi chẳng tương ứng vì thế phải học hồ đồ ông trịnh bản kiều viết hồ đồ khó có thông minh đã khó hồ đồ càng khó hơn từ thông minh chuyển sang hồ đồ là sự khó nhất trong các sự khó chư vị hãy chú tâm lãnh hội ý vị này sau đó mới hiểu chúng ta cần phải làm như thế nào thì mới thật sự nắm chắc niệm câu phật hiệu tốt đẹp thật sự có thể nắm chắc chuyện này sẽ quyết định phản sanh trong một đời này đó là chuyện có thể làm được vì vậy trì danh ngầm hợp đạo màu đạo màu chính là thật tướng phần chú giải này nhằm giảng rõ câu cuối cùng trong lời sau tướng hạo ký tức pháp thân danh hiệu hà phi thật tướng nghĩa là tướng hảo đã là pháp thân danh hiệu lẽ nào chẳng phải là thật tướng hai câu nói này của đại sư rất sâu rất khó thể thấu hiểu pháp sư cổ đức giải thích hai câu ấy giải thích rất hay Sư đã giải thích như thế, chúng ta đọc xong mới thật sự thấu hiểu ý nghĩa trong hai câu nói của Liên trì Đại sư, nhận thức công đức của danh hiệu sâu hơn một bước nữa. Thực sự nhận thức thì mới chẳng bị dao động bởi những pháp môn khác. Quý vị gặp người tu thiền, họ nói thiền hay lắm. Gặp kẻ học mật bảo mật hay hơn pháp này của quý vị, có thể thành Phật ngay trong thân này thường là chúng ta nghe xong bèn động tâm đó đều là chẳng vị nhận thức rõ ràng pháp môn này học một khoảng thời gian cảm thấy dường như chẳng có hiệu quả chẳng biết là vì sao không có hiệu quả chẳng tìm ra nguyên nhân thật sự liền buông bỏ học theo pháp môn khác nói thật thà niệm phật mà chẳng được hiệu quả thì có thể nói là học pháp môn gì cũng đều chẳng thể thành tựu học các pháp môn khác chẳng thành công quay về niệm Phật bèn có thể niệm thành công thật đấy vì sao tu học các pháp môn khác chưa chắc đã thích hợp với căn tánh của kẻ đó chưa chắc đã khế cơ pháp môn này khế hợp phổ biến căn tánh của hết thầy chúng sanh trong pháp giới chẳng có người nào không khế cơ nói cách khác tất cả hết thảy chúng sanh đều là bậc đương cơ của pháp môn này còn gì để nói nữa nghe như phan thù phổ hiền các ngài đã tu bao nhiêu pháp môn tới cuối cùng vẫn đều buông xuống hết chuyên môn niệm phật cầu sanh tịnh độ các ngài đã nêu gương rất tốt đẹp cho chúng ta các ngài là bậc từng trải đối với tám vạn bốn ngàn pháp môn cuối cùng vẫn phải tu pháp môn này tỏ rõ pháp môn này thù thắng khôn sánh chân thật bậc nhất hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật